không? Vâng, nhắn tin cũng chưa chơi về, bao giờ về? Nhắn tin bảo 3 giờ có ấy rồi. Hả? Nó đang... Ai? Hợp ạ, đang vào gì? Đang bảo 3 giờ chiều em có nhà, anh em chị đâu, anh em đi đâu thì... Với em... 3 giờ chiều. Nãy được. Mày tí thì rách cái ấy đấy. Có mỗi cái diều mày là làm rách nốt thì em cứt. Gặp thằng chiến đần thì mất cái diều đấy còn gì. Cày nghĩ mơ con diều đấy điên ghê thật. Hoài đâu? Hơn tháng thì hoài ai. Nó vừa bảo nó bị công an tìm đây. Nó dính vào cái vụ gây rối nào ấy. Chưa về nhà. Về rồi, đang nhà này. Hôm kia ông kia vẫn rủ mình thả diều. Chưa, bà đeo nhắn tin lại gì cho mình nhỉ? Nhắn tin nào?